Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày do sứ ngôn viên Minh Đăng và Hà Anh phụ trách. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo của phần 2 đã cho biết, các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn tại Nairobi nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa toàn cầu. Vòng đàm phán mới do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ diễn ra tại Nairobi, Kenya từ ngày 13 cho đến ngày 19 tháng 11 năm 2023. Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 3 năm 2023, lượng nhựa đổ vào các đại dương trên thế giới đã tăng lên với số lượng chưa từng có kể từ năm 2005 và có thể tăng gấp 3 vào năm 2040 nếu không có hành động nào tiếp theo. Theo nghiên cứu được đánh giá ngang hàng do Viện Fight Virus, một tổ chức của Hoa Kỳ vận động nhằm giảm ô nhiễm nhựa, ước tính có khoảng 171.000 tỷ hạt nhựa đã trôi nổi trên các đại dương vào năm 2019. Ô nhiễm nhựa biển có thể tăng gấp 2.6 lần vào năm 2040 nếu các chính sách toàn cầu ràng buộc về mặt pháp lý không được đưa ra. Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu ô nhiễm nhựa trên bề mặt từ 11.777 trạm đại dương ở 6 vùng biển chính trong giai đoạn từ năm 1979 cho đến năm 2019. Hạt vi nhựa đặc biệt nguy hiểm đối với đại dương không chỉ làm ô nhiễm nước mà còn làm hỏng các cơ quan nội tạng của động vật biển vì chúng nhầm nhựa là thức ăn. Nhà điều hành cảng của Úc hoạt động trở lại sau vụ hư hỏng. DP World Australia, một trong những nhà khai thác cảng lớn nhất của nước này trong đầu tuần này, cho biết các hoạt động đã được nối lại tại tất cả các cơ sở của họ sau khi xảy ra sự việc an ninh mạng, buộc họ phải tạm dừng hoạt động trong 3 ngày. Vụ vi phạm này đã làm gián đoạn hoạt động của công ty, nơi quản lý khoảng 40% hàng hóa ra vào của Úc, ảnh hưởng đến các cảng container ở Melbourne, Sydney, Brisbane, Fremantle của vùng Tây Úc. DP World dự trù sẽ vận chuyển khoảng 5.000 container từ 4 bến cảng của Úc trong ngày, mặc dù cuộc điều tra và đáp ứng đang diễn ra để bảo vệ mạng của họ có thể dẫn đến sự gián đoạn tạm thời trong vài ngày sắp tới. Sau khi phát hiện vi phạm vào ngày thứ Sáu vừa qua, DP World, một trong số ít các công ty trong ngành bốc xếp của Úc, đã ngắt kết nối Internet, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nước Úc đã chứng kiến sự gia tăng các vụ xâm nhập mạng kể từ cuối năm ngoái, khiến chính phủ vào tháng 2 phải cải cách các quy định và thành lập một cơ quan giúp điều phối các hoạt động ứng phó với các vụ tấn công mạng. Ngọn núi Etna đã khoe vụ nổ nóng đỏ ngoạn mục. Núi Etna của Ý đã bắt đầu hoạt động hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 11, đã phun dung nham và tro bụi lên cao trên đảo Sicily ở Địa Trung Hải. Hãng thông tấn ANSA của Ý đã cho biết, một đám tro bụi khổng lồ bốc lên bầu trời Sicily từ miệng núi lửa phía đông nam của ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu. Họ cho biết sân bay Catania gần đó vẫn mở cửa vào thời điểm hiện tại, bất chấp hoạt động của núi lửa và hậu quả là lượng tro bụi tích tụ. Tin liên quan đến Việt Nam, vụ san lấp tại khu vực Vịnh Đệm, Vịnh Hạ Long qua trần tình của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa. Cục trưởng Cục Di sản của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hiền vào ngày 13 tháng 11 lên tiếng trần tình về dự án đang gây xôn xao công luận là lấp vùng đệm vùng Vịnh Hạ Long làm biệt thự nhà liền kề. Bà Cục trưởng Di sản Lê Thị Thu Hiền được truyền thông nhà nước dẫn lời trong bài phát biểu bên lề hội nghị góp ý cho hồ sơ dự án luật di sản văn hóa rằng khu vực thực hiện dự án gây xôn xao dư luận nằm ở vùng đất đồi núi, đầm lấy, lấp, khu nuôi thả vịt không có người dân, không có di sản di tích, không có quy hoạch du lịch. Theo lời bà Hiền, đây cũng là khu vực cuối vịnh Bái Tử Long đổ ra biển. Bà Lê Thị Thu Hiền chỉ nhắc đến dự án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Bà còn dẫn quan điểm của UNESCO về phát triển đưa ra vào hồi năm 2015 là di sản văn hóa Việt Nam đã phát triển đúng hướng, vừa bảo tồn được các giá trị cha ông để lại, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Dự án mà bà Lê Thị Thu Hiền nhắc đến là dự án nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long và gần tuyến đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả với mức đầu tư 1.232 tỷ đồng. Dự án này có diện tích gần 32 hectare, trong đó 3.88 hectare thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long.
Báo Nhà nước cho biết quy mô của dự án có hạng mục bao gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 52 căn biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn 7 tầng. Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam trong suốt những ngày vừa qua lo ngại, Vịnh Hạ Long đang bị xẻ thịt, gây tác động xấu đến môi trường. Nhật Bản xem xét viện trợ thiết bị quân sự cho Việt Nam và Djibouti. Việt Nam và Djibouti là hai ứng cử viên chính phủ Nhật Bản đang xem xét cung cấp thiết bị quân sự theo khung hỗ trợ an ninh chính thức OSA. Hãng tin của NHK của Nhật đã loan tin vào ngày 13 tháng 11, dẫn nguồn từ giới chức chính phủ của Tokyo về kế hoạch vừa nêu. Khung hỗ trợ an ninh mới của OSA được lên kế hoạch nhằm cung cấp thiết bị quân sự cho những quốc gia có tư duy tương tự với Nhật Bản như là một cách giúp gia tăng hợp tác an ninh. Hồi đầu tháng này, Nhật Bản và Philippines cũng đã đồng ý với nhau về thỏa thuận chung cuộc tại thượng đỉnh song phương ở Tokyo và về việc Nhật Bản cung cấp cho Philippines hệ thống radar giám sát theo khung OSA. Giới chức của chính phủ Nhật Bản cũng cho biết đang lên kế hoạch sắp xếp với Việt Nam và Djibouti về việc các loại thiết bị quân sự sẽ cung cấp cho hai nước này. NSK cũng cho biết các giới chức của Nhật Bản đang có những dàn xếp cuối cùng để cung cấp tàu tuần tra cho Paladins, hai nước Malaysia và Fiji cũng thuộc số phận cũng như số phận nhận được thiết bị quân sự của Nhật theo khung OSA. Khung OSA sẽ được thực hiện từ năm tài chính bắt đầu vào tháng 4 của năm 2024. Bản tin cuối từ Argentina, tốc độ và phong cách bùng nổ trong cuộc đua xe hộp điên cuồng ở tại đây. Những tay đua điên cuồng trên những chiếc xe hộp quái dị đua một đường đua ở Buenos Aires vào hôm ngày Chủ nhật gây thích thú cho 30.000 khán giả. 30 xe đã tham gia với các phương tiện có nhiều hình dạng khác nhau từ thùng rượu cho đến bồn cầu và món hầm kiểu Argentina. Các thí sinh được đánh giá dựa trên tính độc đáo, hiệu suất và thời gian đã hoàn thành một đường đua đầy dốc và đường cong. Ban tổ chức cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc đua Red Bull Crazy Cars đã quay trở lại Argentina lần đầu tiên sau 10 năm, thu hút hơn 30.000 người xem và 30 đội xe. Một chiếc xe cứu thương cổ điển đã giành được chiến thắng trong cuộc đua sau khi hoàn thành chặng đua trong vòng chưa đầy một phút. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Minh Đăng và Hà Anh phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với IBC Home Shopping. Mọi chi tiết về các gói sale promotion với những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu, và cũng là một món quà thật ý nghĩa trong dịp lễ sắp tới. Xin kính mời quý vị liên lạc chương trình promotion đến với IBC Home Shopping qua số phone 714-892-5717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin tạm dừng tại đây và kính chúc cho quý vị có một buổi tối vô lượng an lạc.